Thưa quý vị, với nhiều chương trình kích cầu năng động, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, du lịch Đà Nẵng đã có sự phục hồi đáng kể trong thời gian qua. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang phải đối mặt với bài toán về thiếu nhân lực du lịch. Từ khi bắt đầu áp dụng chính sách MICE Đà Nẵng năm 2022, Sở Du lịch thành phố đã tiếp nhận tư vấn và thực hiện đón hơn 30 đoàn khách MICE với gần 15.600 lượt khách. Với nhiều ưu đãi hấp dẫn về du lịch MICE, ngày càng có nhiều đơn vị doanh nghiệp chọn Đà Nẵng là điểm đến để tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch. Tuy nhiên, đi cùng với những tín hiệu khả quan về lượng khách là những áp lực về nguồn nhân lực. Sau khi phục hồi là cái nhân lực của nguồn du lịch, đặc biệt là các cái cơ sở lưu trú, nó cũng còn hạn chế ở một số cái bộ phận. Cho nên triển khai đối với những đoàn khách đông để đảm bảo được chất lượng dịch vụ là một trong một cái mà các cái cơ sở lưu trú hiện nay cũng đang đối mặt với vấn đề khó khăn này. Du lịch phục hồi nhanh chóng đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực cục bộ. Bên cạnh việc tuyển bổ sung, đào tạo và đào tạo lại tại các doanh nghiệp, các đơn vị cũng đã linh động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nghề du lịch, tăng cường thực hành, thực nghiệp để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường. Nhà trường cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ nhiều cái khách sạn, các cái nhà hàng cũng như là các cái công ty lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để hợp tác từ khâu xây dựng chương trình đào tạo đến học và thực hành thực tập tại doanh nghiệp để cho các em có một cái kỹ năng nghề khi mà các em ra trường. Ước tính dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong phục hồi du lịch, tuy nhiên tổng nhân lực trong ngành du lịch tại Đà Nẵng mới phục hồi được hơn một nửa. Dự báo đến năm 2025, thành phố sẽ đón hơn 8 triệu lượt khách và nguồn nhân lực cần có là 75.000 lao động. Đây thực sự là một thách thức với ngành du lịch Đà Nẵng. Một số những cái yếu tố nội tại như là năng lực của các cái doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như là một số những cái yếu tố liên quan đến chất lượng du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực cũng cần phải được quan tâm, đầu tư. Hiện bên cạnh việc củng cố nguồn nhân lực tại chỗ, hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng nhân lực, ngành du lịch thành phố cũng định hướng thu hút nguồn lao động chất lượng cao trong và ngoài nước nhằm đảm bảo thương hiệu cũng như chất lượng dịch vụ của điểm đến Đà Nẵng.